Trong tập trước, tập đấu chứng kiến màn thể hiện bùng nổ nhất của các cầu thủ Quỷ Đỏ từ đầu series tới giờ. Quỷ Đỏ đã có được chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước câu lạc bộ FC Bournemouth với điểm nhấn là màn vô lê ngược của Alexander Garnacho. Sau đó, Quỷ Đỏ làm khách trên sân Anfield của Liverpool trong trận derby của nước Anh. Màn thể hiện tuyệt vời của bom tấn 140 triệu Kvaratskhelia đã giúp cho Quỷ Đỏ rời sân vận động Anfield với một điểm trong tay. Sau đó, Quỷ Đỏ đã đánh bại Aston Villa trên chấm phạt đền tại Carabao Cup và bước tiếp tại giải đấu này. Rồi, đây chính là bảng xếp hạng hiện tại của Hoàng Anh em ơi. Vòng đấu thứ 17 rồi, chúng ta cũng đã sắp đi hết giai đoạn lượt đi của mùa giải. Man City vẫn đang đứng đầu với 41 điểm, tiếp theo đó là Arsenal 35, Liverpool 34, Man United xếp vị trí thứ 4 và 32 điểm. Tiếp theo đó là Palace 30 điểm, Chelsea 29, Aston Villa và West Ham với lần lượt 26 và 25 điểm. Khoảng cách của Quỷ Đỏ với đội bóng đang đứng đầu bảng là Man City chỉ là 9 điểm thôi anh em ạ, 9 điểm thôi. Tuy nhiên thì khoảng cách của Quỷ Đỏ với những đội bóng xếp sau như Palace, Chelsea chỉ là 2 và 3 điểm trên bảng xếp hạng. Ở 3 vị trí cuối bảng hiện tại đang được chấn giữ bởi Nottingham Forest, Sheffield United và Luton Town. Trong đó thì Wolverhampton, đội bóng đang xếp thứ 17, đang cùng điểm với cả Nottingham Forest và Sheffield United. Trong khi đó thì những đội bóng ở phía trên như Bournemouth và Burnley cũng chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm mà thôi anh em ạ, 2 điểm mà thôi. Trong khi đó thì vị trí chót bảng đó là Luton đang chỉ có được 9 điểm sau 17 vòng đấu thôi. Và Luton đang đứng trước viễn cảnh xuống hạng chỉ sau một mùa giải lên hạng. Ở vòng đấu thứ 18 thì Quỷ Đỏ sẽ làm khách trên sân Olympic của West Ham United, Chelsea làm khách trên sân Molineux của Wolverhampton, Tottenham tiếp đón Everton trên sân nhà Tottenham Hotspur Stadium. Rồi chúng ta đang có những hình ảnh tại sân vận động Olympic sân nhà của West Ham để theo dõi trận đấu tại vòng đấu thứ 18 giữa đội chủ nhà West Ham United và Manchester United. Chúng ta sẽ gặp lại người cũ, đó là Luke Shaw, cái tên đã chia tay Quỷ Đỏ ở mùa hè năm nay sau khi chứng kiến Alphonso Davies cập bến đội chủ sân Trafford. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Shaw béo đối đầu với đội bóng cũ, màn bắt tay giữa David Moyes và Win Ole. Một trận đấu hứa hẹn sẽ tương đối khó khăn với Quỷ Đỏ khi mà West Ham luôn thi đấu tương đối cháy mỗi khi thi đấu trên sân nhà. Chúng ta sẽ hướng tới hiệp đấu đầu tiên. Lên bóng dành cho West Ham, đây là Thomas Sosek. Sosek, bóng đã chạm vào trung vệ Eric Consa. Kvaratskhelia, Bruno đang băng xuống. Bruno, không được, vẫn còn. Dứt điểm nữa. Bóng đã nằm gọn trong đôi tay của Alfonso Areola rồi. Không có lỗi kìa. Đây rồi, Bruno, rất nguy hiểm. Một tình huống sút điểm ngoài vòng cấm của Bruno. Bóng đi khá căng và quỹ đạo cũng tương đối khó chịu. Chỉ tiếc là bóng đi hơi cao so với khung thành của đội chủ nhà. Được chuyển xuống dành cho Jeremy Frimpong. Đấy rồi, Ramos Højlund. 1-0 cho MU ở phút thứ 23. Và đó là Ramos Højlund, tiền đạo người Đan Mạch đã nổ súng ở trận đấu này. Những sức ép khủng khiếp mà Quỷ Đỏ đã tạo ra từ đầu trận tới giờ cuối cùng thì cũng đã cụ thể hóa trở thành bàn thắng với tình huống dứt điểm rất hay của Højlund sau đường kiến tạo của hậu vệ bên phải Jeremy Frimpong. Bóng đi vào góc hiểm và không hề có một cơ hội dành cho thủ môn Alfonso Areola. Jeremy Frimpong đường chuyền xuống dành cho Anthony. Bóng được đưa vào khá nguy hiểm sau giai đoạn tương đối chệch choạc. Đây rồi, Højlund, cơ hội để có cú đúp dành cho Højlund. Højlund, tỷ số là 2-0 cho Quỷ Đỏ. Mặc dù cú đá của Højlund không thực sự tốt, thủ môn Areola đã chạm tay được vào bóng, nhưng như thế là không thể ngăn cản bàn thắng thứ hai dành cho Quỷ Đỏ ở trận đấu này. Ra một lần nữa xem lại pha ghi bàn thứ hai của Højlund ở trận đấu này. Cú đá của Højlund không thực sự hiểm, bóng cũng không thực sự quá căng, nhưng Areola đã làm không tốt ở tình huống này. Anh Long khá nguy hiểm. Những đầu ngón tay của Areola đã cứu thua cho đội chủ nhà West Ham. Quả đá phạt dành cho West Ham và người thực hiện đó là James Ward-Prowse, một trong những cầu thủ có khả năng xuất phạt rất tốt tại Hoàng Anh. Đánh đầu nguy hiểm. Như vậy thì lưới của Quỷ Đỏ đã rung lên lần đầu tiên ở trận đấu này. 1-2 dành cho đội chủ nhà và người đã ghi bàn đó là tiền vệ Lucas Paqueta. Một tình huống cố định và West Ham đã tìm được mảnh lưới, tìm được bàn thắng vào lưới của Quỷ Đỏ. Không hề có lỗi về vị của Paqueta.
Đây là Maxwell Connick. Lúc sau Maxwell Connick, cơ hội dành cho West Ham, nguy hiểm. Juan Onana. Như vậy thì cũng đã có lỗi của một cầu thủ bên phía West Ham. Đây là Kvaratskhelia. Và để mất bóng của Kvaratskhelia, cơ hội dành cho West Ham. Dứt điểm. Đó là cú đá của Đan Hình. Cố gắng tiếp quay. Dành chuyện, đây là Rasmus Højlund. Không vào. Bóng không đi vào lưới anh em ạ. Và trận đấu cũng khép lại sau pha bỏ lỡ vừa rồi của Rasmus Højlund. Quỷ đỏ vẫn có được 3 điểm mang về. Một chiến thắng xứng đáng với những gì mà các cầu thủ Quỷ đỏ đã thể hiện từ đầu trận tới giờ. Mặc dù thì chúng ta cũng đã tương đối thoát tim ở những phút cuối của trận đấu này, khi mà khoảng cách chỉ là một bàn. Højlund là cái tên đã ghi bàn thắng ở trận đấu này, ghi 2 bàn luôn. Bây giờ thì Quỷ đỏ sẽ quay trở về sân nhà để tiếp đón Aston Villa tại vòng đấu thứ 19, vòng đấu cuối cùng của lượt đi anh em ạ. Chúng ta sẽ hướng tới hiệp 1 nào anh em ơi. Đây là trận đấu mà trung vệ Eric Consa sẽ gặp lại đội bóng cũ của mình. Và Rafael Varane được chuyền xuống dành cho Amrabat. Amrabat, đây rồi, không được. Đó là pha dứt điểm đến từ Artem Dobik. Lại là Amrabat. Trận này Amrabat đá hay thật sự. Bruno đến bấm cho Quỷ đỏ. Mason Greenwood. Artem Dobik đang băng lên kìa. Hay quá. Dobik. Dobik. Đây rồi. Lưới của Martinez đã rung lên rồi. Phút thứ 33, Quỷ đỏ đã vươn lên dẫn trước Aston Villa. Đường chuyền dành cho Bruno. Bruno. 2-0 cho MU rồi. Và đó là Bruno. Và dứt điểm bằng chân trái, bóng đập vào cột dọc và đi vào lưới. Đó là những gì Bruno vừa làm. Người kiến tạo cho Bruno đó là Artem Dobik với một tình huống chích bóng rất hay. Bóng đi căng và điều quan trọng là nó đập vào cột dọc và đi vào lưới. Không có một cơ hội nào cho thủ môn Martinez. Greenwood, và để mất bóng của Mason Greenwood, Oliver Joaquin. Đây là Nicolò Zaniolo, anh ơi, chuyền đi đường sút. Đường chuyền dành cho Oliver Joaquin. Cú đá đi đúng vị trí của Onana. Joaquin. Quả tạt của Joaquin nguy hiểm. Cơ hội. Rất may là MU chưa phải nhận bàn thua. Leo Bailey. Leo Bailey. Vẫn chưa thể đánh bại được Andre Onana. Đường chuyền xuống dành cho Artem Dobik, rất hay. Dobik. 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 Đường căng ngang của Dobik. Không phải là pha dứt điểm của Dobik. Ok kìa. Đây là Clement Lenglet. Bấm trở lại với Quỷ đỏ. Đường lấy bóng đến từ Morgan Gibbway. Artem Dobik. Đây rồi. Đây mới là Morgan Gibbway này. Gibbway. Dấu chấm hết cho Villa hay không? Gibbway. Không được. Ok kìa. Rồi xong rồi. Danielo. Hoan hô Nana. Tuyệt vời. Tuyệt vời quá Nana ơi. Daniel Munoz. Đây rồi. Greenwood. Không được. 3 điểm gần như đã thuộc về Quỷ đỏ ở trận đấu này. Hết giờ. Một chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 trước Aston Villa. Xứng đáng, đó là những gì mà các cổ động viên, các Manusian thấy được từ đoàn quân của Ruben Quinole ở trận đấu này. Quỷ đỏ đang trải qua một chuỗi phong độ rất ngon, rất cứng anh em ạ. Phong độ đang rất cao. Đặc biệt là hàng công với Højlund và Artem Dobik đang liên tục nổ súng. Đây là điều tích cực. Điều tích cực dành cho các cổ động viên của đội bóng này. Bây giờ thì Quỷ đỏ sẽ làm khách trên sân The City Crowd đến từ rừng không thịt Nottingham Forest tại vòng 20. Đây sẽ là vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về. Quỷ đỏ sẽ đối đầu với Nottingham Forest, đội bóng mới chỉ có được 19 điểm thôi và đang đứng ở nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi đó thì đoàn quân của huấn luyện viên Quinole đang có được 38 điểm sau 19 vòng đấu và đang nằm trong top 3 rồi anh em ạ. Ở trận đấu nếu như đã đúng thực lực thì Quỷ đỏ dễ dàng đánh bại được Nottingham Forest, thậm chí là một chiến thắng đậm. Và càng ngang nguy hiểm. Bóng chạm vào cột dọc. Một tình huống băng cắt đến từ anh Long. Tiếc là cú đệm bóng của anh Long lại đưa bóng vào trúng cột dọc. Đây là Nuno Tavares.
Agonizi, Tavares, Agonizi, bóng đi vọt xa. Đây là Ibrahim Sangare, Gabriel Montiel, Agonizi, Agonizi. Một tình huống không hiểu lý do tại sao mà có vẻ như trung vệ Mickey van der Ven hay hậu vệ Alfonso Davies khựng lại một nhịp. Tình huống khựng lại đó đã giúp cho Agonizi có khoảng trống để thực hiện pha dứt điểm vào lưới của Onana. Người mắc lỗi đó là trung vệ Mickey van der Ven với một tình huống khựng lại rất khó hiểu. Cú đá rất tốt đến từ cầu thủ mang áo số 9 của đội chủ nhà. Để rồi, Atom Dobic. Tỷ số là 1-1. Rất nhanh thôi thì Quỷ Đỏ đã gỡ hòa và đó là anh Long. Anh Long đã ghi bàn rồi anh em ạ. Lần này thì pha đếm bóng của anh Long không đi vào cột dọc hay xà ngang nữa mà nó đã đi vào lưới rồi. Người kiến tạo cho anh Long đó là Atom Dobic. Một pha căng ngang không điểm nào để chê của tiền đạo người Ukraine. Thủ môn của đội chủ nhà gần như đứng nhìn. Cơ hội dành cho Quỷ Đỏ, pha cướp bóng của Bruno. Bruno, Bruno, ui Bruno ơi. Tốc độ của Nuno Tavares. Thanh niên này đã hay vậy. Quả đưa bóng vào của Tavares. Và 2-1 cho Nottingham Forest ở phút thứ 57. Người ghi bàn đó là cầu thủ người Mỹ Giovanni Reyna. Nottingham đang chơi quá sòng phẳng trước Quỷ Đỏ. Họ chơi như bán sống bán chết vậy. Quả tạt quá hay của Nuno Tavares cho pha volley này của Giovanni Reyna. Quả này thì bố của Onana cũng không thể cản phá được. Và phạt góc này. Trông chờ vào một tình huống cố định là đánh đâu. Đây rồi, 2-2 rồi. Pha bóng cố định và Quỷ Đỏ đã tìm được bàn thắng gỡ hòa. Và đó là trung vệ Mickey van der Ven. 4 bàn thắng đã được ghi ở trận đấu này. Và có lẽ sẽ có thêm một bàn thắng nữa. Thậm chí là 2-3 bàn thắng nữa có thể được ghi ở trong khoảng 15 phút cuối trận đấu này. Quả tạt quá hay của trung tiền vệ Bruno Fernandes. Thủ môn của đội chủ nhà đó là Shell đã chạm tay được vào bóng. Nhưng với một lực căng như thế này thì anh vẫn bất lực mà thôi. Sai lầm của Diakite. Đấy rồi, cơ hội dành cho Quỷ Đỏ. Højlund, Højlund, Højlund. 3-2 rồi anh em ơi. Phút thứ 79, Quỷ Đỏ đã vươn lên dẫn trước đội chủ nhà rồi. Và đó là Rasmus Højlund. Højlund vừa vào sân để thay thế Atom Dobic. Và đây là pha dứt điểm đầu tiên của cầu thủ người Đan Mạch. Mặc dù mất tới 2 nhịp nhưng anh cuối cùng vẫn ghi được bàn. Và pha ăn mừng rất cảm xúc của Højlund cùng với các đồng đội. Ui ui. Ok. Thôi mà 3-3 cho Forest rồi anh em ơi. Trời đất ơi, hàng phòng ngự ơi, làng phòng ngự. 3-3 rồi và đó là tiền đạo Agonizi. Các khán đài trên sân The City Crowd đã được bùng nổ hơn. Một trận đấu thực sự là Nottingham Forest đã quá hay. Và họ xứng đáng có được điểm ở trận đấu này. Cú đá quá tốt của thủ tiền đạo Agonizi. Vâng. Đây rồi, Kvaratskhelia không việt vị. Kvaratskhelia. 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 4-3. 4-3 rồi. 4-3 rồi anh em ạ. Và có lẽ đây sẽ là bàn thắng quyết định của trận đấu này hay không? Đó là Kvaratskhelia. Hàng phòng ngự của Forest gần như đã bị rối mắt với những pha xử lý, với những pha đi bóng của cầu thủ người Georgia. Chỉ có 2 phút bù giờ thôi. Và hết giờ.
Chuyến tàu lượn trên sân The City Ground cuối cùng thì cũng đã khép lại. Quỷ đỏ có được chiến thắng nghe thở 4-3 trên sân của Nottingham Forest tại vòng 20 của giải Ngoại hạng Anh. Qua đó tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 6 rồi. Một chiến thắng vô cùng cảm xúc của đoàn quân huấn luyện viên Quinley trong một trận đấu mà Nottingham Forest đã bán sông bán chết. Đáng tiếc là đội chủ nhà không có được điểm ở trận đấu này. Quá cảm xúc anh em ạ. Chúng ta sẽ đến với buổi họp báo sau trận đấu này. Một trận đấu vô cùng cảm xúc, một trận đấu nghẹt thở anh em ạ. Đây là câu hỏi đầu tiên này. Manchester United đã bất bại ở 10 trận đấu gần nhất. Chúng ta đã bất bại 10 trận đấu gần nhất, trong đó có 6 trận tại Ngoại hạng Anh em ơi. Và các bạn có thể tự tin gì đây? Are you confident you can avoid defeat again? Bị đánh bại à? Ok, we are looking stronger and stronger đi. Chúng tôi càng ngày càng mạnh hơn. Rồi, câu hỏi thứ hai nào. Các cầu thủ của bạn đã có một chiến thắng muộn. Có đúng vậy không? Rồi là what were you thinking? Bạn nghĩ như thế nào? Một chiến thắng nghẹt thở ở những phút cuối. Ok, chúng tôi sẽ không ngừng di chuyển. Did I switching up defensively, don't we này. I know this is not going to very last minute này. Đấy, sometimes you just have to be patient. Ok, cái này đi. Thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ tạo nên những điều khó tin, điều điên rồ. Quá hay anh em ạ. Thật sự bây giờ cảm xúc của mình vừa đá vừa bình luận trực tiếp nó lâng lâng luôn. Rồi, câu hỏi cuối cùng này. What's the modifier might just you been expecting? Trận đấu này có khó khăn hơn những gì bạn tưởng hay không? Một chiến thắng quan trọng nhưng performance matter too đi. No further question. Thanks for okay. Rồi, chúng ta sẽ tạm thời gạt qua cảm xúc chiến thắng nghẹt thở tại The City Ground trong vòng đấu thứ 20 của Ngoại hạng Anh. Chúng ta sẽ đến với vòng 3 của FA Cup anh em ạ. Hiện tại Quỷ đỏ đã bước vào bán kết tại Carabao Cup rồi. Và đối thủ của Quỷ đỏ mình sẽ bật mí ở tập sau. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ hướng tới vòng 3 của FA Cup. Một giải đấu mà chúng ta vô địch có thêm danh hiệu thì càng tốt đúng không anh em. Và đối thủ của chúng ta ở trận đấu đầu tiên tại cúp độc thân sẽ là Lincoln City. Đội bóng hiện tại có vẻ như đang chơi tại giải hạng 2 của nước Anh anh em ạ. Hạng 2 đấy, không phải là hạng nhất đâu. Đội bóng này hiện tại đang đá tại hạng 2 của nước Anh. Trong khi đó điểm qua một số cặp đấu còn lại như Newcastle sẽ gặp Liverpool này, Coventry City gặp Tottenham Hotspur, Palace gặp Mansfield, Middlesbrough gặp Villa, Blackburn Rovers gặp Tiffany's, Cheltenham gặp Chelsea, Portsmouth gặp Preston. Đấy, rồi rất nhiều. Hiện tại thì vòng 3 thì gần như là những ông lớn sẽ đều ra quân hết. Có những đội bóng sẽ gặp những đội bóng nhỏ hơn. Chúng ta sẽ có thể thấy được rất nhiều những đội bóng vô danh ở vòng 3 của FA Cup này. Rồi, MU sẽ làm khai trên sân vận động Crowland của đội bóng tiểu tốt Lincoln City tại vòng 3 của FA Cup. Và đây chính là Højlund, dù đã ghi được 3 bàn thắng trong những trận đấu gần nhất. Trận đấu này thì Quỷ đỏ sẽ làm khách trên sân của Lincoln anh em ạ. Và trận đấu này thì những cái tên thường xuất đá chính mình sẽ cất trên băng ghế dự bị. Casemiro, Anthony, bàn thắng đến rất sớm ở phút thứ 3 cho Quỷ đỏ. Và đó là anh Long. Không có gì bất ngờ khi mà Quỷ đỏ đã ghi được bàn thắng sớm anh em ơi. Khi mà đối đầu với Quỷ đỏ chỉ là một đội bóng tí hon Lincoln City. Ta sẽ xem lại pha đi bóng và ghi bàn tuyệt vời của Anthony. Anthony cũng đang có một phong độ rất cao ở những trận đấu gần đây. Ok, lên bấm để cho Lincoln. Nguy hiểm. Ôi rồi. Vãi. Tỷ số được quân bình 1-1 dành cho Lincoln rồi. Hàng phòng ngự của Quỷ đỏ trận đấu này với trung vệ Lindelof và cụ Evan. Một tình huống đánh đầu ghi bàn rất đẹp mắt. Bóng đi cầu Âu và khiến cho thủ môn Bainia bất ngờ. Alejandro Garnacho. Garnacho. 2-1 rồi. Rất nhanh rồi. Chỉ chưa đầy 5 phút Quỷ đỏ đã tìm được bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 rồi anh em ạ. Đây là Magando, đền đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho cao thủ Lincoln, rất nguy hiểm. 2-2 rồi, thật là vãi trưởng anh em ơi. Lincoln đang chơi song phẳng trên sân nhà trước ông lớn Quỷ đỏ Manchester United. Người ghi bàn đó là Svensson.
Những pha dứt điểm từ đầu trận tới giờ của Lincoln luôn đạt độ hiểm hóc rất cao. Những cú đá như thế này thì rất khó cho bất cứ thủ môn nào. Đi bóng của Alejandro Garnacho. Garnacho dứt điểm. Đó là cú đá theo kiểu power shot. Anthony dứt điểm. Tỷ số được nâng lên là 3-2 cho Quỷ Đỏ. Và đó là Morgan Gibbs. Lần thứ 3 ở trận đấu này MU vươn lên dẫn trước Lincoln City. Người kiến tạo cho Gibbs đó là Anthony. Một trận đấu mà Anthony đang đá rất hay. Hỏi luôn, đây rồi. Garnacho 4-2. Có lẽ mọi thứ sẽ chấm hết với Lincoln sau bàn thua này. Và đó là Alexander Garnacho, cú đúp dành cho đồng chí Hoàng. Và người kiến tạo cho Hoàng đó chính là Hoi Lùn. Như vậy thì MU thay người, hai cầu thủ trẻ đó là Forson và Soretire đã được đưa vào sân để thay thế cho Gibbs và Anthony. Alexander Garnacho. Soretire đang rất thoáng. Soretire, đó là đường chuyền dành cho Garnacho. Hoàn tất cú hat-trick của mình ở trận đấu này. 5-2. Và Quỷ Đỏ sẽ góp mặt tại vòng 4 của FA Cup. Chắc chắn là như vậy rồi. Cú hat-trick dành cho đồng chí Hoàng sau đường kiến tạo đến từ Soretire. Soretire. Đường chuyền dành cho Garnacho. Và hết giờ. Một trận đấu nhiều bàn thắng nữa ở tập này với cú hat-trick của Alexander Garnacho anh em ạ. Mặc dù thua nhưng mà đội chủ nhà Lincoln City vẫn ghi được hai bàn và xứng đáng nhận được những lời khen đến từ tất cả mọi người. Ok anh em ơi, tập này, tập thứ 9 trong series tái thiết Quỷ Đỏ cũng đến đây là khép lại. Cảm ơn anh em, đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.